Trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi đã nhắc tới một câu chuyện mà khiến cho khá là nhiều người cảm thấy phẫn nộ vì hành hung một người phụ nữ của ba người đàn ông tại sân bay ở Thanh Hóa. Thì đáng lưu ý này là một nguyên nhân của vụ việc này lại xuất phát từ những cái lý do rất là nhỏ nhặt trong cuộc sống. Cụ thể là sau khi mà ba hành khách là nam này đã làm thủ tục xong thì có nhờ nhân viên hàng không là chụp hình cho mình. Và sau khi mà chụp hình cho họ xong thì họ lại nhờ nhân viên hàng không là đứng vào cùng để chụp chung một tấm ảnh với họ. Tuy nhiên thì nhân viên hàng không do bận công việc không thể đáp ứng được cái nhu cầu này của hành khách và bắt buộc phải từ chối, thì dẫn đến việc là ba anh này đã nhảy vào và chửi bới và đánh cô gái. Và cái hành động mà ba chàng trai, ba người đàn ông rất là khỏe mạnh nhảy vào đánh một cô gái, một phái yếu, thì đó là một cái điều, những cái hành vi mà khiến cho người ta cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Và ngay sau cái hành động này thì có một cái nhân viên an ninh khác họ đã chạy vào can ngăn, thì ngay lập tức cũng đã bị một trong ba người này đánh, đạp và xô ngã. Và nhóm thanh niên này sau đó lại tiếp tục la hét rồi buông lời dọa nạt tục tĩu khiến cho nhiều hành khách và nhân viên sợ hãi. Nhóm này chỉ có dừng tay khi mà lực lượng kiểm soát an ninh hàng không Thọ Xuân có mặt và khống chế họ. Và thật ra đây thì không phải là cái trường hợp đầu tiên khi mà các nữ nhân viên hàng không bị đánh. Vào tháng 10 năm 2017 vừa rồi thì tại nhà ga hành khách T1 Nội Bài đã xảy ra một vụ xô xát giữa chị Nguyễn Lê Quỳnh Anh, đội phó đội dịch vụ hàng không chuyến bay đi, với là hai hành khách mang tên là Trần Dương Tùng, sinh năm 1984 tại Hà Nội, và Đào Vịnh Thuấn, sinh năm 1979 cũng tại Hà Nội. Và thông tin từ trực ban an ninh cho biết hành khách Đào Vịnh Thuấn có hành động là túm vai áo chị Quỳnh Anh. Sau đó thì Trần Dương Tùng dùng tay đánh mạnh vào đầu chị, làm chị choáng váng và buồn nôn. Điều đáng buồn là cả hai câu chuyện đều xuất hiện với những người đàn ông lực lưỡng vây đánh một người phụ nữ không còn sức kháng cự. Chẳng nói đâu xa thì gần đây cũng xảy ra rất nhiều những vụ đàn ông bạo hành phụ nữ. Mới đây trên mạng xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh bạo lực giữa một đôi nam nữ, và một phần sự việc đã được camera an ninh ghi lại vào lúc 23 giờ 45 phút vào đêm ngày 6 tháng 10 vừa qua. Theo đó thì hai người xích mích khi ngồi trên xe máy. Sau lời hét của cô gái thì nam thanh niên này đã thẳng tay tát vào mặt cô, và tiếp theo đó là loạt tình huống tát đấm đầy bạo lực. Cô gái đi tới trước một cửa hàng ngồi khóc, thanh niên tiếp tục bám theo chửi và thậm chí là giơ cả chân lên đạp thẳng. Cuộc xích mích từ hai phía diễn ra sau đó. Người đàn ông trong cơn nóng giận đã chửi bậy và đe dọa, tao giết mày ngay. Vì sự việc diễn ra vào đêm khuya, lúc đó không có ai ở hiện trường, chỉ vài chiếc xe qua lại giữa đường lớn. Nhiều người tỏ ra vô cùng phẫn nộ sau khi xem đoạn clip trên. Dù với lý do gì đi chăng nữa thì việc hành hạ đánh đập phụ nữ vẫn không thể nào chấp nhận được. Và cũng trong tháng 10 năm nay thì trên mạng lại xuất hiện một đoạn để ghi lại hình ảnh đánh nhau giữa một người đàn ông và một người phụ nữ ở trên đường phố Hà Nội gây chú ý. Theo như chia sẻ của người đăng tải thì đây có lẽ là một cảnh xích mích giữa hai vợ chồng. Theo đó, người chồng đã lao từ ô tô ra để đấm đá và giật tóc người vợ. Người phụ nữ này kiên quyết bám cửa ô tô và bị đánh rất mạnh. Chứng kiến màn ẩu đả, một thanh niên nghe điện thoại đã đến ôm người đàn ông can ngăn. Tuy nhiên, gã đàn ông vẫn vùng ra được và tiếp tục đánh mạnh vào đầu người vợ như kẻ thù. Phải đến khi một vài người khác xuất hiện lao đến can ngăn thì sự việc mới được giải quyết. Trong khi đó, đứa bé đứng bên cạnh khóc thét, chứng kiến toàn bộ sự việc. Sau khi xử lý ổn thỏa mọi chuyện thì chị vợ mới tiến đến ôm con và bước vào ô tô. Đoạn clip được ghi lại trên đường Nguyễn Quốc Hoàn của Hà Nội, và có rất là nhiều những giả thiết đặt ra về sự việc trên. Tuy nhiên, Quỳnh Trích cũng có đồng quan điểm với Thanh Huyền là cho dù sự việc có như thế nào đi chăng nữa thì việc đánh vợ chồng đánh nhau trên phố và trước mặt con thì không thể nào mà chấp nhận được. Và rõ ràng là qua những cái đoạn clip vừa rồi, chúng ta cũng đã thấy được rằng là rất nhiều những cái vụ xô xát, không chỉ là cả đàn ông như ngày trước nữa, mà bây giờ là đàn ông đánh phụ nữ xảy ra rất là nhiều. Không phải là chỉ đánh ghen tuông hoặc là vì lý do tình cảm, mà còn rất là nhiều những cái lý do khác nữa. Nhưng mà cái điều đáng nói rằng là
người phụ nữ ở trong vai trò này, trong trường hợp này chưa biết được rằng là đúng hay sai, hay là có gì có lỗi hay không. Nhưng mà khi mà đàn ông đánh phụ nữ như thế thì đã là một điều sai rồi. Vì người ta vẫn quan niệm rằng là đàn ông thì thường là một cái phái mạnh, là người phụ nữ là người chân yếu tay mềm. Cho nên nếu mà có việc gì đó xảy ra, một cái xô xát hoặc là một cái cuộc cãi vã xảy ra, thì chúng ta nên dùng lời lẽ để mà nói chuyện lẫn nhau. Phụ nữ còn không nên đánh lẫn nhau thì huống chi là một người đàn ông lại tỏ ra là đánh một người phụ nữ dùng tay chân như vậy, thì có lẽ đó là một cái hành động không đúng. Và cách đây hơn một năm thì rất nhiều người nhớ đến clip là Slap Her, tát cô ấy, của một tạp chí chống bạo hành ở Ý đã lan truyền chóng mặt trên mạng. Thực ra thì chị nghĩ rằng là đàn ông có sử dụng bạo lực hay không còn phụ thuộc vào việc là họ có khả năng kiềm chế tốt hay không. Vì có rất là nhiều người đàn ông khi mà họ giận dữ thì họ sẽ kiểm soát được cái khả năng giận dữ, cái cơn giận dữ của mình bằng cách họ sẽ bình tĩnh lại và có thể là họ sẽ đi ra một nơi khác, và sau đó thì họ trở về. Khi nào mà họ lấy lại được bình tĩnh và họ cảm thấy là mình ổn rồi thì họ sẽ quay trở về và cảm thấy mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Mình không việc gì mình phải sử dụng bạo lực ngay ở trong thời điểm đấy. Tuy nhiên thì chúng ta đã nói với nhau là có rất là nhiều những cái nguyên nhân để dẫn đến những cái hành động bạo lực như vậy. Nhưng khi một người đàn ông dùng bạo lực để có thể giải tỏa cái sức ép của mình lên người phụ nữ, thì cho dù là như thế nào đi chăng nữa thì họ đang xâm phạm vào những cái giá trị tốt đẹp và những cái văn minh của nhân loại. Và chắc hẳn rằng là cái câu chuyện là khi mà đàn ông đánh phụ nữ, chúng ta luôn tìm hiểu là nguyên nhân ở đâu. Theo như một phần Phương Anh nghĩ rằng đó là cái tình trạng giáo dục. Vì ngày trước khi mà đi học á, chúng ta thường có cái câu rằng là con nhà người ta, không biết là mấy chị đã có nghe cái câu nói đó chưa ạ? Có nghĩa rằng là khi mà mình đi học thì luôn buông bố mẹ sẽ nói rằng là tại con nhà người ta thế này, thế nọ, thế kia, tại sao là mày không làm được như vậy? Tại sao là con không cố gắng được như con nhà người ta? Con người ta học giỏi như thế này, xinh đẹp như thế này, nào là huy chương, nào là bằng khen, tại sao là con lại không có được những cái thành tích đó? Và vô tình thì làm cho bạn của chúng ta lại cảm thấy rằng là có một cái gì đó ghét. Không biết rằng là, nhưng mặc dù bạn mình chẳng làm gì mình cả, nhưng mà bố mẹ thì cứ thường xuyên so sánh như vậy, cho nên là mình đang cảm ra là mình có một cái tâm lý là mình ghét luôn bạn của mình và không muốn chơi cùng nữa vì cái sự so sánh đó. Và khi mà đi học á, thì bố mẹ luôn luôn là nuông chiều con, cơm bưng nước rót rồi chăm sóc cho con, vì thế cũng dẫn đến cái tình trạng suy nghĩ rằng là những người con trai hoặc những người đàn ông bây giờ luôn có tình trạng là mình là số một, mình luôn luôn là nhất. Vì thế là khi mà xảy ra mấy cuộc xô xát nào đó thì thường dùng đến những cái vũ lực để bảo vệ mình, cũng như là chứng minh được là cái điều đó, cái điều mà mình nói, điều mình làm là luôn luôn đúng và cái người đối diện là người sai. Tuy nhiên bên cạnh đó thì các bậc phụ huynh phải nhận thức được rằng dạy con kỹ năng sống mới là điều quan trọng nhất. Làm sao để con mình trở thành một người đàn ông văn minh trong xã hội chính là sự thành công của các bậc làm cha làm mẹ. Và trong thời gian chờ đợi thế hệ đàn ông văn minh mới của Việt Nam trưởng thành, hàng ngày chúng ta phải chứng kiến những tàn dư còn sót lại của nhiều thế hệ trước, như trường hợp 3 người đàn ông đánh nữ nhân viên dịch vụ ở tại sân bay Thọ Xuân Thanh Hóa, cũng là minh chứng cho điều đáng buồn điển hình này. Và đến đây thì chúng ta lại nhớ tới những cái hành vi mà những người đàn ông có những cái hành động gọi là hơi xấu xí một chút để bôi nhọ những người phụ nữ. Ví dụ như hành động một người đàn ông đã chụp lại một cái bức hình khi mà một nữ ca sĩ cho con đi tiểu vào túi nôn này, hoặc là chụp hình một hoa hậu khi mà họ ngủ ở trên máy bay đã không thể nào mà biết được cái, tức là lúc đó là mình không thể tỉnh táo được để mình có thể biết được cái hành vi của mình là như thế nào, là ngủ ở trên máy bay dạng chân này, hay là người chụp hình cô hoa hậu để hút thuốc lá để tung lên mạng. Những người được cho là phái mạnh, những người được cho là chỗ dựa che chở cho những người phụ nữ. Tuy những hành động của chị em phụ nữ ở trong những trường hợp trên thì không hề đẹp, nhưng mà những hành động chụp lén rồi tung lên mạng như các anh đàn ông thì không hề được ủng hộ một tí nào cả. Thế mới nói là đàn bà có ghét nhau cũng không thể lợi hại như các anh trong trường hợp này. Và thay vì nhắc nhở chị em phụ nữ một cách nhẹ nhàng để họ nhận ra cái sai, thì các anh lại chọn cách là bạo hành về thể xác lẫn tinh thần và bôi nhọ nhân phẩm của họ. Và chúng ta thường hay nói rằng là đàn ông thì không nên đánh phụ nữ dù chỉ là một nhành hoa rất là nhỏ nhẹ mà thôi. Mà ngay cả rằng bây giờ có những cái trường hợp như là các anh thì lại dùng túi xách nện vào người của các chị em phụ nữ, anh thì lại dùng gậy chơi golf phang vào đầu, và anh thì cho là con người đánh con người ta lên bờ xuống ruộng, sự nghiệp điêu đứng. Vậy thì đối với cánh đàn ông, với những cái từ ngữ dành cho những người đàn ông như là một người đàn ông ga lăng, trượng phu, hay rằng là một người đàn ông hoàn hảo, thì có còn đúng nữa hay không trong những cái trường hợp như vậy? Khi mà các chị em phụ
phụ nữ chúng ta đang phải chịu rất là nhiều những cái thiệt thòi trong cuộc sống gia đình, nhưng mà những người đàn ông khi mà gặp những cái trường hợp sự cố như vậy lại dùng những cái hành động về thể xác, hành động về tay chân chứ không dùng lời nói để mà nói chuyện cùng với người phụ nữ của mình nữa. Và các chị thì lại sợ rất là nhiều thứ, sợ là khi mà nói ra thì mất mặt gia đình của mình, rồi người đàn ông nó lại đánh mình tiếp nữa hay không, có dùng vũ lực với mình hay không, cho nên là đã im lặng không lên tiếng. Vậy thì đang tự hỏi rằng là có những người đàn ông tốt trong xã hội này còn hay không? Quan điểm của Huyền như thế nào khi mà một người đàn ông dùng vũ lực đối với phụ nữ? Huyền là hoàn toàn phản đối về cái điều này. Tại sao? Tại vì là đàn ông là một người có sức mạnh và đáng lẽ phải bảo vệ phụ nữ, thì một người đàn ông đánh phụ nữ là điều không thể chấp nhận được. Thực ra thì chị nghĩ rằng là một người đàn ông khi mà họ đánh phụ nữ thì giống như kiểu là họ đang tự hạ thấp bản thân mình xuống. Đúng. Bởi vì là nếu như mà họ là một người thực sự có sức mạnh đi, họ hãy ra họ đánh nhau với một người lực lưỡng và khỏe mạnh giống như mình. Chứ nếu như mà đánh một người mà người ta không thể nào mà kháng cự được thì thực ra nó cũng không để giải quyết cái vấn đề gì cả. Để đe dọa một người khác, để khiến cho người khác nghe theo lời mình, thì chị nghĩ rằng là không phải là dùng vũ lực mà người ta lại có thể làm theo đâu. Mà đôi khi cái điều đó nó lại làm phản tác dụng. Bởi vì thực ra đối với chị thì chị cũng đã từng chứng kiến mình trong một hình ảnh, tức là nó không đến mức kinh khủng như là những cái câu chuyện mà chúng ta xem, nhưng mà đã từng chứng kiến tự bản thân của mình đã trong cái câu chuyện đó. Thì mình thấy là chỉ cần một cái hành vi mà đàn ông tỏ ra bạo lực với mình thôi, là ngay lập tức mình muốn tự bảo vệ bản thân mình thì mình sẽ xa rời người đấy ngay. Tức là mình không bao giờ mình chấp nhận được cái hành vi như vậy. Và khi mà người đàn ông đó cảm thấy hối lỗi vì cái hành vi đấy thì mọi thứ nó đã quá muộn rồi, bởi vì sẽ không có một cái cơ hội nào để cho anh ta có thể làm lại được một cái điều khác. Bởi vì có thể đối với những người khác, có rất là nhiều người phụ nữ họ chịu đòn rồi, họ đôi khi có những cái người mà họ bị đánh đập thường xuyên, họ bị đánh từ sáng đến tối, từ ngày này qua ngày khác, nhưng họ vẫn chấp nhận một cái cuộc sống như thế. Nhưng đối với rất là nhiều những người phụ nữ, họ dám đấu tranh vì bản thân mình. Và nhất là những người phụ nữ trong cái xã hội hiện đại này thì họ không bao giờ họ chấp nhận những cái hành động như vậy của đàn ông cả. Em nghĩ một phần nếu như người phụ nữ chấp nhận thì cũng chỉ vì con của họ thôi, vì không muốn một cái sự đổ vỡ trong gia đình xảy ra khi mà những đứa con còn quá nhỏ. Mà ngay cả em cũng đồng quan điểm với chị Chi là em rất là không đồng tình với cái việc là người đàn ông đánh người phụ nữ, dù chỉ là khi mà có một cái gì đó xô xát xảy ra, thì ngay cả là người đàn ông lớn tiếng với người phụ nữ, quát tháo người phụ nữ thôi cũng đã là cái hành động không đúng rồi. Vì em nghĩ rằng trong câu chuyện mà nếu như mà giữa người với nhau á, thì chúng ta vẫn có thể ngồi lại nói chuyện cùng với nhau, cũng có thể giải thích được và cũng có thể phân tích được cái câu chuyện đó như thế nào, không cần là phải lớn tiếng và quát tháo và mắng cái người mà bên cạnh mình, trong khi là cái người mà đó là cái người vợ hoặc là người bạn rất là kề cạnh mình mỗi ngày, thì không nên có những cái lời lẽ thô tục hoặc là những cái lời không đáng nói ra, huống chi là dùng tới những cái hành động tay chân như vậy. Thực ra thì qua tất cả các câu chuyện mà đàn ông bạo hành phụ nữ mà chúng ta được chứng kiến ở trên mạng, thì từ góc độ là một người phụ nữ, Huyền chỉ rút ra được một bài học rất đơn giản cho mình là không phải người đàn ông nào trên thế giới này cũng lịch sự cả. Đúng chính rồi. Vì thế nên là đã là phụ nữ mà bước ra xã hội thì hãy cẩn thận hành động của mình, và đặc biệt là cẩn thận lời ăn tiếng nói, bởi vì là đừng có kích thích một người đàn ông nào đó. Đúng. Đến một cái mức độ mà anh ta sẵn sàng đánh mình, bởi vì anh ta côn đồ đến mức mà anh ta có thể sẵn sàng đánh mẹ anh ta, đánh vợ anh ta, đánh con anh ta, thì chẳng có xá gì mà anh ta lại không đánh mình cả. Nhưng chính mà vì có thế nên là phải hết sức cẩn thận lời ăn tiếng nói. Đúng, và đúng phải tự đặt ra những cái giới hạn khi mà mình bước ra xã hội, khi mà mình không biết cái người đàn ông đối diện của mình là một người như thế nào. Và một điều nữa mà Huyền cũng rút ra những câu chuyện này, đó là cái việc mà người đàn ông hành xử như thế nào một phần rất là quan trọng từ việc anh ta sinh ra và lớn lên trong một cái gia đình và một cái nền giáo dục như thế nào. Nếu mà một người đàn ông mà nhìn thấy từ bé bố mẹ của mình, bố đánh mẹ mình nhiều lần, thì mặc định trong đầu, mặc dù ngày bé đứa con nó sẽ cảm thấy rất là phẫn nộ, nhưng mà khi lớn lên thì mặc định trong đầu nó sẽ có tư tưởng là người đàn ông được hành xử như thế khi mà tức giận. Hoặc là những đứa con trong gia đình mà thường xuyên bị xử lý các cái tội lỗi của mình bằng bạo lực, thì những người con cũng sẽ hình thành thói quen là xử lý tất cả mọi việc bằng bạo lực. Chính vì thế cái việc mà bố mẹ phải kiềm chế trong việc dạy con, nuôi con để không sử dụng bạo lực với con, và tránh những cái xô xát trong gia đình giữa bố và mẹ trước mặt con cái là một cái điều mà nhiều gia đình cho rằng nó thật là vớ vẩn viển vông. Bởi vì nghĩ rằng là cái chuyện mà đứa con lớn lên là chuyện rất là xa, rồi nó có bạo hành với vợ nó hay không thì đó là câu chuyện mà người phụ nữ vợ nó phải chịu, không liên quan gì đến mình. Nhưng mà khi mà xem những đoạn clip này thì thấy là
Nếu mà con mình là một người đàn ông quen sử dụng bạo lực, đánh vợ mình hoặc ra ngoài đường đánh phụ nữ, đánh những người phụ nữ ngoài xã hội, thì nó sẽ bị nhận một cái ánh nhìn cực kỳ khinh miệt từ xã hội. Và mình thì không bao giờ muốn con mình phải lớn lên trở thành một con người như thế, phải chịu được cái sự chỉ trích cũng như là cái sự khinh miệt từ xã hội đến như vậy. Thì chính vì thế nên là trong gia đình thì người chồng mới nên kiềm chế để không có những cái xô xát, và người vợ cũng nên kiềm chế cái lời nói của mình, bởi vì là cơm sôi nhỏ lửa muôn đời không bao giờ khê. Tức là nếu mà một người vợ mà nhịn được ở những cái lúc mà người chồng nóng giận nhất thì sẽ không bao giờ có cái cảnh là chồng sẽ đánh vợ đến mức dã man như vậy, đúng không ạ? Tiếp theo là về câu chuyện là vợ có nên nhịn chồng để giữ một cái gia đình cho con nếu như mà chồng cứ đánh mình liên tiếp lần này qua lần khác, bởi vì là đánh thì nó sẽ hình thành một thói quen. Đúng, có lần à. Một sẽ có lần hai, nhưng mà những anh mà càng đánh khỏe thì xin lỗi lại càng dẻo đó, càng đánh khỏe xin lỗi càng dẻo. Cho nên là chị vợ sau khi mà nghe lời ngon tiếng ngọt lại nghĩ rằng là có khi là đánh mình thế vì mình yêu mình quá. Và nhiều người thì nhịn để giữ gia đình cho các con, nhưng mà thực ra nhiều chuyên gia cũng nói rồi là những đứa trẻ đâu phải lúc nào cũng nhất thiết cần một gia đình có đủ cả bố và mẹ mà lúc nào cũng là sóng gió đâu. Đứa trẻ chỉ cần sống trong một ngôi nhà yên bình thế thôi, và những người trong gia đình đó sống yêu thương nhau, còn không nhất thiết là phải đủ cả bố lẫn mẹ. Và em nghĩ rằng là một phần để mà khi mà có những người đàn ông mà tỏ ra vũ phu như vậy cũng là một cái cách giáo dục của gia đình nữa. Và ngày trước em đi học, em còn nhớ một cái vụ xô xát giữa hai bạn nữ với nhau. Chỉ là hai bạn nữ với nhau có một vụ xô xát thôi, nhưng mà cái người bạn trai của bạn nữ kia lại muốn tỏ ra mình là một người đàn ông trượng nghĩa, mình là một người đàn ông biết bảo vệ bạn gái mình, cho nên là đã đứng ra và đánh luôn cả bạn nữ còn lại. Đấy đâu phải là biểu hiện của trượng nghĩa. Đâu, đấy là và em cũng nghĩ như vậy. Tinh tướng thì có chứ. Và tại vì cái nhưng mà cái họ nghĩ là trượng nghĩa. Dạ đúng rồi, vì muốn bảo vệ bạn gái của mình cho nên đứng ra đánh cái người bạn gái còn lại luôn. Và em cảm thấy cái hành động đó là vô cùng phi lý. Vì khi mà giống như chị Chi nói rằng là khi mà đánh một người phụ nữ là anh ta đã hạ thấp bản thân mình rồi, không còn là một người đàn ông trượng nghĩa hay là ga lăng để bảo vệ cái cô gái kia nữa. Và cái hình ảnh đó vô cùng là không đẹp tí nào, dù chỉ là thể hiện rằng là mình là một người đàn ông tốt, một người bạn trai tốt. Nhưng mà nếu như em là cái người bạn gái kia, em có thể suy nghĩ lại rằng cái người đàn ông của mình đánh người con gái khác được thì dĩ nhiên cũng sẽ đánh mình được, và cũng sẽ suy nghĩ được cái mối quan hệ này. Và trước lại câu chuyện này thì chúng tôi chỉ có một lời nhắn nhủ tới những đấng mày râu như thế này thôi. Yêu thương thì phải được bắt đầu từ gia đình. Yêu thương tôn trọng phụ nữ theo đúng nghĩa đen của từ này, hay là tôn trọng theo kiểu là đập cho gãy răng rồi đưa đi hàn lại, thì đều phải được dạy dỗ. Sống một cách văn minh là cả một nghệ thuật, và trở thành một người đàn ông văn minh là cả một đời học hỏi.